nhớ rong sợi rong nhớ gì cái tên là chàng hôm nay giờ lúc chín đủ lúc thì cầu trầu xong ấp hạ cầu trầu của giờ bỏ đi ba lúc chín năm giờ hoàn thành sừng phò sừng bên đất ta khó đó là to của cháu bé một xem long phi được ba vậy thì tôi mong được cái lão với tôi sẽ là giờ cái lão ấy tôi à nên là quân nọ quân hậu giờ của cháu bé một người thả thì nên cái tiếc là sao lại trả tiền lúc nên tổn đây nó nè nên họ sợ vậy. Congratulations. So, are you excited today? Yes, I am very excited. Khi ấy có khó, nên là có cửa tàu nó là đất chứ? Có cửa tàu nó là culinary arts degree, that's cooking. So, I'm going to continue my education cooking. So, what do you do and what do you plan for your future? I plan to travel the world, cook, and then maybe one day open up banquets to do on-site cooking for weddings. I want to say thank you to my parents for helping me. Thank you for all the people who supported me, my siblings, and I also want to thank my fiance for being here with me and just really happy that my family is here with me.